Xem là thứ này gì ạ? Trên kia nó khoan gì vậy? Ok. Mình sơn với ai sơn? Mình chống thấm. Mình chống thấm hay sao anh? Chống thấm. Đâu cả đồng. Trên đấy có dùng cắt khô không? Trên đấy có dùng cắt khô có dùng không? Không lại được. Đây thì lại chọn, trên đấy thì lại.